Văn khấn cúng rằm tháng 6 âm lịch chuẩn xác, giúp gia đình an nhiên, tài lộc ùn ùn kéo về, giàu hơn trúng số. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, chúng ta đều biết trong một tháng có hai dịp để chúng ta cầu tài lộc tốt nhất, đó chính là cái ngày mùng 1 và cái ngày rằm. Theo quan niệm của dân gian lưu truyền lại từ xưa đến nay thì ngày rằm chính là ngày ông bà tổ tiên cùng các vị thần linh về thăm con cháu, về thăm lại nhân gian, vì đây là ngày trăng tròn. Con cháu nếu không biết thiết đãi, thắp hương cầu thần lễ Phật thì cũng không phải phép và dễ bị đắc tội với thần linh và dễ gặp tai ương. Nếu như mà làm các vị thần Phật lòng với hương hoa lễ vật thì mọi sự sẽ không được bình an thuận lợi. Vì vậy, cái việc mà khấn vái trong ngày rằm ngày mùng 1 là cái việc là cực kỳ quan trọng. Vào ngày rằm hàng tháng hay còn gọi là ngày vọng ấy, ngày cái mặt trăng và trái đất gần như là nằm trên một đường thẳng. Theo các nghiên cứu về năng lượng, vào cái ngày này có một cái xung năng lượng đặc biệt tạo ra cái tác động xấu đến với con người như là tai ương bệnh tật. Trong dân gian thì người xưa cũng thấy nhiều người gặp cái chuyện không may vào cái ngày này nên là dễ bị ám ảnh. Từ đó cái quan niệm về việc phải lễ bái cầu thần lễ Phật để cho được tai qua nạn khỏi, và quan niệm đó trở thành một trong những cái phong tục tập quán truyền từ đời này sang đời khác. Vậy thì trong ngày rằm thì chúng ta thắp hương, chúng ta đọc câu gì, khấn câu gì để mang lại cái may mắn bình an cho cả gia đình? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Quý vị thân mến, việc thắp hương khấn vái là một cái nét đẹp văn hóa truyền thống không thể thiếu trong các dịp lễ, Tết, giỗ, chạp. Nén hương khi được thắp lên thì mọi người cũng sẽ cảm thấy ấm lòng hơn. Lúc này nén hương nó không còn là một cái thứ hàng hóa bình thường nữa, mà nó đã trở thành một cái sản phẩm tâm linh không thể thiếu của người dân Việt Nam. Đây cũng được xem là một cách đốt vía được sử dụng rộng rãi trong đời sống của người Việt. Cái nghi thức dâng hương cũng là một cái tập quán mà hầu hết mọi người dân Á Châu, bất kể lứa tuổi nào, sống ở đâu cũng đều biết đến. Thắp hương đã đi sâu vào cái đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người dân Việt Nam như một cái nét đẹp văn hóa truyền thống gần gũi và vô cùng linh thiêng. Khi thắp hương nên nói gì và khấn gì cho đúng để tỏ lòng thành kính với các vị tổ tiên thần Phật để được phù hộ độ trì. Ngay sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ tiếp tục cùng quý vị và các bạn. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về cái cách thắp hương chuẩn nhất và những điều kiêng kỵ khi mà thắp hương. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thì đầu tiên chúng ta cùng nói về cái tư thế thắp hương quý vị nhé. Khi mà thắp hương, quý vị cần phải sắp xếp các lễ vật cúng một cách là gọn gàng trên bàn thờ rồi mới gì bắt đầu thắp hương. Khi mà cắm hương, quý vị cũng cần phải lưu ý về cái tư thế cắm hương, cái phong thái của bản thân cần phải trang nghiêm, không được vội vã và phải đặc biệt cung kính. Đặc biệt cái khoảng cách giữa vị trí đứng cắm hương so với cái bát hương không quá xa, vừa phải để chúng ta đủ với tay với lên mà dâng hương. Khi lấy hương thì quý vị cũng cần phải cẩn trọng, nhẹ nhàng, không được để hương rơi hoặc gãy. Nên cắm hương thẳng và nếu mà thắp hương nhiều thì quý vị nên tách nhau ra để hương không bị cháy quý vị nhé. Thưa quý vị, thì như đã nói ở trên thì trong quá trình thắp hương chúng ta cũng phải sắp xếp các đồ đạc và lau dọn bàn thờ thật sạch sẽ. Đúng. Khi mà cái bàn thờ sạch sẽ thì các cụ về ngự mới được lâu hơn. Đấy, không có cụ về thấy cái bàn thờ nó bụi bặm bẩn rồi thì cái chân hương nó rơi vãi kèm theo cái đồ cúng vẫn còn đó thì nó cũng không được linh. Vậy nên là trong cái ngày rằm trước khi mà bày biện các loại hoa quả lễ vật lên trên bàn thờ thì chúng ta cũng cần phải sử dụng một cái khăn sạch để lau dọn bàn thờ cho được sạch sẽ. Đúng không? Quý vị không được sử dụng cái loại khăn lau bàn ghế, khăn bỏ hay là khăn lau bát đĩa mà lau bàn thờ. Như vậy là nó cũng là một cái điều đắc tội với thần linh, nó không tốt. Bên cạnh đó thì quý vị nên dùng một cái khăn sạch nhé. Và quý vị nên sử dụng cái nước bao sái bàn thờ nhất tâm hương để mà bao sái bàn thờ, lau dọn bàn thờ cho được sạch sẽ và thơm tho. Một cái lọ này quý vị có thể dùng một hoặc là 2 năm. Đó. Nếu như mà quý vị tháng nào cũng xịt thì được khoảng 1 năm, còn cứ bình quân 2 tháng mới xịt mới lau một lần thì được khoảng 2 năm, 2 đến 3 năm, tùy theo cái cách sử dụng của quý vị và tùy theo kích thước bàn thờ và cái số lượng bàn thờ. Đấy. Đây là cái chai nước bao sái bàn thờ nhất tâm hương. Cái thành phần của nó bao gồm có quế, hồi, đinh hương, gỗ vang, bạch đàn, bồ hoàn, chanh xả. Đó là những cái thành phần của ngũ vị hương. Vậy nên là gì? Khi mà chúng ta xịt lên vào không gian thờ cúng ấy, thì nó sẽ trở nên thơm tho hơn, sạch sẽ hơn. Nó cũng sẽ giúp tẩy uế, tẩy những bụi bẩn ở trên bàn thờ cũng như là các đồ thờ cúng, mang lại cái không gian thờ cúng nó được thơm tho hơn, sạch sẽ hơn. Bên cạnh đó, nó cũng sẽ giúp xua đuổi cái ruồi muỗi rán kiến cũng như là các loại côn trùng ra khỏi bàn thờ, giúp cho cái không gian bàn thờ nó được thanh tịnh, thơm tho, và nó cũng sẽ làm cho bàn thờ được vượng khí hơn. Đó, chúng ta cầu tài, đắc lộc, cầu bình an thì đắc bình an. Quý vị có thể thỉnh cái chai nước nhất tâm hương bằng cách liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349119
để thỉnh cái chai nước chiết tâm hương, lau dọn ban thờ cho được thơm tho sạch sẽ, để cho gì các cụ về ngự được lâu hơn quý vị nhé. Thưa quý vị, và tiếp theo chúng ta cùng quay lại cái chủ đề là ngày rằm mùng 1 khi thắp hương chúng ta nên khấn gì, nói gì. Thưa quý vị, cái bài văn khấn tùy vào dịp lễ Tết dỗ chạp ngày rằm ngày mùng 1 đó, mà tùy từng cái nghi lễ mà chúng ta sẽ có bài cúng khác nhau. Tuy nhiên ấy, khi thắp hương thì quý vị cần phải nói rõ về những cái điều sau đây. Thứ nhất là thỉnh thần, đúng không? Thỉnh các vị thần. Đấy. Thứ hai là nói tên tuổi của gia chủ. Thứ ba là nói đến địa chỉ. Và thứ tư là nói đến ngày tháng năm của hôm đó. Và thứ năm cuối cùng là quý vị khấn những điều mình mong muốn về sức khỏe, tài lộc, cầu mong, cầu duyên, hay là khấn lệnh bề trên để được phù hộ độ trì quý vị nhé. Thưa quý vị, hàng ngày cúng cụ chứa khấn nôm, cứ đọc đúng câu này thì lộc đổ về gấp 5, gấp 10 lần, cầu gì được đấy. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cái bài văn khấn ngày rằm tháng 6 như sau. Đây là quyển sách văn khấn toàn thư nhé. Trong này có 77 bài văn khấn, 77 bài văn khấn và đủ tất tần tật các dịp lễ Tết, dỗ chạp, rằm mùng 1, động thổ, khai trương vân vân. Đó. Cũng như là các nghi lễ đi đình đền miếu phủ chùa chiền cũng sẽ có hết trong quyển sách này. Quý vị hãy thỉnh quyển sách văn khấn toàn thư để gì, để thực hiện các nghi lễ cúng quý vị cứ đặt trên bàn thờ, khi nào cần thì lấy ra mà khấn vái thì cũng sẽ được hanh thông thuận lợi hơn. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại nhé, 0989349119 để thỉnh cái quyển sách văn khấn toàn thư quý vị nhé. Sau đây là bài văn khấn về ngày rằm tháng 6. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương chư Phật mười phương. Con kính lạy ngài đương niên Thái Tuế, Chí Đức Tôn Thần. Con kính lạy ngài Đông Chủ Tư Mệnh, Táo Phủ Thần Quân. Con kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị Tôn Thần. Con kính lạy ngài Bản Xứ Thần Linh, Bản Gia Thổ Địa. Con kính lạy ngài Bản Cánh Thành Hoàng, chư vị Đại Vương. Con kính lạy các bậc tiên gia, các chư vị Tôn Thần cai quản trong đất này, xứ này. Con kính lạy Cao Tàng Tổ Khảo, Cao Tàng Tổ Tí, Bá Thúc Huynh Đệ, Cô Di Tỉ Muội, nội ngoại dâu rẻ, hội đồng gia tiên họ. Họ nhà chúng ta là họ gì thì chúng ta ghi vào đó. Cúi xin các ngài cùng gia tiên chứng lễ hiển linh, chứng giám cho lòng thành của con cháu. Hôm nay là ngày rằm tháng 6 âm lịch năm 2024, tức là ngày Ất Dậu, tháng Tân Mùi, năm Giáp Thìn. Gia chủ chúng con là sinh năm, cùng các thành viên trong gia đình, vợ, họ tên, năm sinh, con, họ tên, năm sinh. Chúng con cư ngụ tại địa chỉ. Nhân ngày rằm tháng 6 âm lịch, đất trời hòa hợp, giờ linh khắc vượng, gia đình chúng con sắm sanh phẩm vật, hương, hoa, trà, quả, kim ngân lễ vật, kính dâng hiến chỉnh các vị chư tôn thần cùng gia tiên dòng họ. Chúng con kính mời ngài đương niên Thái Tuế Chí Đức Tôn Thần, ngài Bản Cánh Thành Hoàng chư vị đại vương, ngài Bản Gia Táo Quân cùng các chư vị tôn thần giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ nhận lễ vật, cầu xin các ngài che chở cho gia đình chúng con bốn mùa hưng vượng, có quý nhân phù trợ, tài lộc vượng tiến, tai ách đều qua, tâm cầu sở đắc, sở nguyện tòng tâm. Chúng con lại kính mời gia tiên tiền tổ, hương linh nội ngoại, đồng đẳng gia quyến họ, thương xót cho con cháu hiển linh trước án, chứng lễ hưởng hoa. Con cầu xin gia tiên phù hộ cho gia chung được thuận hòa, gia đạo hưng vượng, cảnh nhà yên vui. Con cháu thông minh học giỏi, vợ chồng thương yêu bảo ban nhau, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an. Chúng con kính mời ông bà tiền chủ hậu chủ cư ngụ tại đất này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, chứng giám lòng thành của gia chủ chúng con, phù hộ cho gia chủ sức khỏe an khang, tài lộc thăng tiến, gặp hung hóa cát. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cầu xin các ngài cùng gia tiên hoan hỷ thụ nhận, chứng lễ cho chúng con. Chúng con thành tâm cẩn cáo. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đó, đó là cái bài văn khấn ngày rằm mùng 1 hàng tháng. Đó. Cụ thể là bài văn khấn tháng 6 có trong quyển sách văn khấn toàn thư, thì quý vị có thể tham khảo thêm quyển sách văn khấn toàn thư bằng cách liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái quyển sách văn khấn toàn thư quý vị nhé. Thưa quý vị, thì đó là cái bài văn khấn, nhưng mà trong cái nghi lễ rằm mùng 1 lễ Tết dỗ chạp thì chúng ta cũng cần phải biết một cái điều, đó là gì? Cái quy phạm khi chúng ta sử dụng hương và cái cách sử dụng hương đúng cách. Thưa quý vị, cái quy phạm sử dụng hương trong tôn giáo phần lớn thì đã được quy định trong các giới luật của kinh điển tôn giáo, nhưng đôi khi cũng có những cái căn cứ theo mỗi người, mỗi khu vực mà có cái sự khác biệt riêng. Dưới đây là một số cái ví dụ về quy phạm thường dùng trong việc sử dụng hương. Xin mời quý vị cùng tham khảo.
Thứ nhất là dùng hương có nguồn gốc từ hương liệu thiên nhiên là chính, tránh dùng hương từ làm từ các chất hóa học, nó tổn hại đến sức khỏe của bản thân cũng như là gì, không biểu lộ được cái tấm lòng thành kính của con cháu đối với ông bà gia tiên. Thứ hai là nơi sử dụng hương thì không hạn chế từ các nơi cúng dường cho chư Phật, đọc kinh trai giới, lễ tụng hay là giảng kinh thuyết pháp hay là thỉnh cầu. Tại gia đình có thể dùng hương ở bàn thờ, ở phòng khách, vân vân. Thứ ba là cất giữ hương, để hương ở nơi cố định, khô ráo, sạch sẽ. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.